Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tới cái code test 3 sử dụng chân enable. Thì để sử dụng chân enable, các bạn tháo cái gimbal ra. Đây, mình tháo ra nè, hai chỗ hai cái chân enable á. Mình tháo nó ra rồi mình sẽ nói dây. Code test 3 đó thì chân NA là vô số 5. Rồi, chân NB là vô số 10 nha. Rồi mình sẽ nói cái chỗ mà băm sung. Thì các bạn chú ý là ở trên cái bo Arduino á, Uno thì nó sẽ có phân biệt cái chân, nó không phải là chân nào cũng băm sung hết, cũng xuất được tín hiệu băm sung cả. Đây, ví dụ ở cái bo Uno á thì chỉ có những cái chân mà có dấu ngã thôi bạn. Đây, những chân là nó có dấu ngã như thế này nè. Nè, các bạn thấy có dấu ngã nè, dấu nhỏ đây nè các bạn. Nè, số 5 nè, số 6 nè, số 9, số 10, số 11, số 3 là những chân mà xuất được tín hiệu băm sung. Thì chân NAMB chỉ sử dụng, chỉ kết nối được với những chân này thôi. Tại vì chỉ có những cái chân này mới xuất được tín hiệu băm sung thôi ha. Còn ở trên cái bo Uno á, ở trên bo Mega, này cái bo Mega nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ để là từ số 2 tới số 13. Đây là BWM, BWM là băm sung đó. Từ số 2 tới số 13 là đều là xuất được tín hiệu băm sung cả. Vậy là sử dụng chân nào cho NAMB cũng được. Còn bên trên cái bo Uno thì các bạn chú ý là chỉ những cái chân mà có dấu ngã này mới kết nối được với cái chân N thôi nha, NAMB thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nói đầu tiên là NA, NA là chân số 5. Rồi NB, NB là chân số 10. Ok. Rồi các bạn nhớ cái chỗ băm sung đó nha các bạn, không phải là chân nào cũng nói được. Bây giờ mình sẽ qua hướng dẫn cái code cho các bạn. Rồi đầu tiên thì nó cũng giống vậy thôi, NA, NB thì dưới vòng setup NA, NB các bạn cũng sẽ output xuất tín hiệu. Rồi tiếp theo dưới nó sẽ khác ở cái chỗ mà cái voice chức năng. Đây, chức năng thì đầu tiên là motor 1. Nó cũng có bốn cái chức năng là motor 1 chạy, motor 2 1 dừng, rồi motor 2 chạy, motor 2 dừng, rồi xuống dưới volume. Thì motor 1 chạy các bạn sẽ thêm một dòng nữa là analog write. Analog write ở đây, analog write. Thì analog write tức là xuất cái tín hiệu analog ra cái chân NA. Thì ở đây là chúng ta xuất cái tín hiệu băm sung đó các bạn. Thì ở đây mình sẽ xuất là 70. Nó là từ 0 đến 255, 0 là thấp nhất. Nhưng mà không phải là, ví dụ 0 là thấp nhất, không phải là các bạn lên chừng 10, 20 động cơ chạy, mà các bạn lên ở đây là mình test thử là khoảng 70 là động cơ sẽ chạy. Đó thì mình sẽ để mức thấp nhất là khoảng 70 là động cơ sẽ chạy yếu nhất. Đó, các bạn lên để là 255 là động cơ chạy maximum đó. Đó, rồi tương tự in 1, in 2 thì cũng là digital write. Rồi in 1 là low, in 2 là high chẳng hạn, thì nó sẽ quay một chiều. Các bạn đổi ngược lại quay chiều ngược lại. Rồi motor dừng thì chỉ cần để là in 1, in 2 low, không cần để analog write rồi NA không gì cả. Rồi motor 2 chạy thì cũng giống vậy, motor 2 thì cũng analog. Motor 2 chạy thì cũng analog write rồi NB 70. Ở đây mình để mức thấp nhất tí mình thay đổi cho các bạn xem. Rồi in 3, in 4 thì 2 và low. Nó thường motor 2 dừng thì cả in 3, in 4 là low. Đó, rồi xuống dưới vòng lúp. Vòng lúp thì các bạn để các vòng chức năng ở trên vào là motor 1 chạy, motor 2 chạy. Ở đây motor 1, motor 2 chạy sẽ là delay 5 giây. Chạy 5 giây cho các bạn xem cái tốc độ đó. Thôi chạy 2 giây đi, rồi dừng 3 giây. Ok, motor 1, motor 2 chạy 2 giây rồi dừng 3 giây. Ok, bây giờ mình sẽ nạp code mình test cho các bạn. Rồi giờ nạp code nha. Rồi đây các bạn thấy nó chạy nè, chạy rất là chậm này, thấy không? Đây chạy 2 giây dừng 3 giây đó, các bạn thấy chạy rất là chậm. Hai động cơ đang chạy ngược chiều nhau nè, động cơ này chạy bên này chạy bên đây, động cơ này chạy ngược lại. Bây giờ mình sẽ cho hai động cơ chạy cùng chiều. Đây các bạn thấy motor 1 là đang là in 1 là low, in 2 là high, còn motor 2 in 3 là high, in 4 là low. Bây giờ mình sẽ đổi lại motor 1 là high. In 1 là 2, 2 là low. Bây giờ mình sẽ tăng cái băm sung lên. Tăng cái sung lên, mình tăng lên là 255 luôn cho các bạn xem ha. Các bạn thấy tốc độ chạy rất là chậm không? Đó, 255. Cả hai cái motor 1, motor 2 luôn. Rồi, nạp vô. Các bạn sẽ thấy nó sẽ chạy ở mức maximum. Đó, rất là nhanh ha. Các bạn thấy rất là nhanh. Với mình đổi chiều lại cho nó cùng chiều rồi. Nó cùng chiều rồi. Đó, thì đó là điều khiển bằng NAMB, điều khiển tốc độ bằng băm sung đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống 100. Rồi mình xuống 100 ha. Đây 100 đó. 100 thì nó yếu hơn. Rồi để mình lên 150 thử. Ok, đây là 150 nè, nó hơi mạnh hơn 100 tí. Đó. Hơi mạnh hơn 100 tí. Ok. Thì đó là điều khiển hai động cơ và điều khiển bằng băm sung sử dụng NAMB.
Rồi ok, bây giờ tới cái test 4. Test 4 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tăng tốc. Dùng là 28 điều khiển động cơ tăng tốc từ 0 lên 255, tức là sẽ tăng từ từ lên. Bình thường nó sẽ không quay hết, bắt đầu sẽ quay nhanh từ từ lên và tới quay nhanh maximum luôn. Đó. Thì về nó dây thì vẫn như vậy, vẫn sử dụng NA và NB. Ok, vẫn sử dụng NA NB. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn code. Code đó thì NA NB, NA rồi I1, I2, I3, I4 rồi tới NB, vẫn giống như trước không? Rồi chúng ta sẽ thêm một cái Y nữa. Thêm cái Y rồi setup thì chúng ta sẽ mở cổng serial 9600 nè. Rồi tương tự như cái test 3, NA tới NB là output. Rồi ở dưới vòng chức năng thì chúng ta chỉ thì để chức năng là động cơ 1 dừng, motor 1 dừng, motor 2 dừng. Rồi chúng ta dừng thì low hết, I1, I2 low, I3, I4 low. Ok. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái void chức năng là tăng tốc. Tăng tốc thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm for là hàm lập. Về cách sử dụng hàm for như thế nào các bạn có thể lên mạng các bạn search thêm giúp mình ha. Ở đây mình chỉ nói sơ qua thôi. Thì cái hàm for thì nó lập là chắc chắn sẽ kết thúc. Rồi sau mỗi đầu tiên cho y bằng 0, y là nãy mình khai báo trên đây rồi nè, mình cho y bằng 0. Rồi y nhỏ hơn 255, y 256 tức là y tới 255 rồi. Rồi y là mỗi lần nó sẽ cộng lên 1 đơn vị, tức là y cộng. Rồi ở trong for thì mình sẽ chỗ analog write NA nè, bình thường là các bạn để cái băm xung luôn. Bình thường bạn để băm xung luôn gì, nhưng mà ở đây mình sẽ để y. Tại vì y ở đây là mình đã trên cái vòng for mình đã cho nó chạy rồi, nó chạy từ 0 lên 255, mỗi lần chạy là sẽ cộng lên. Ở dưới thì cũng y như vậy thôi, chỉ khác cái chỗ là analog write thì mình sẽ để là y. Ok. Rồi delay 50 và in ra màn hình là cái giá trị y. Rồi dưới vòng lớp thì mình sẽ để cái void tăng tốc vô. Rồi delay 10.000 tới delay 10 giây á, tức là nó sẽ chạy từ 0 lên 255, tức động cơ sẽ chạy từ từ nhanh lên dần, nhanh dần lên maximum và nó chạy ở max. Chạy ở tốc độ nhanh cao nhất là chạy ở đó 10 giây, rồi nó sẽ dừng 5 giây. Đây, motor 1, motor 2 dừng nè. Là delay 5 giây, nó sẽ dừng ở đó 5 giây. Ok. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi. Cái này cái code cũ nha các bạn, cái này code cũ. Rồi giờ mình sẽ nạp code mới nè. Ok, mở cổng sơ cho các bạn coi. Đấy, nó tăng lên từ từ các bạn coi ha. Trong cổng này tăng lên từ từ nè, động cơ sẽ quay nhanh lên từ từ. Rồi. Khi mà đến 255 thì nó sẽ dừng ở đây 5 giây, ý nó dừng ở đây 10 giây. Đó. Đây nè, nó tới đây nè, nó dừng ở đây 10 giây rồi. Sau đó nó tắt 5 giây, hai động cơ nó tắt, nó dừng 5 giây. Đó, rồi tiếp tục nó quay trở lại, nó bắt đầu chạy nhanh lên từ từ nè. Đó. Đó, chạy nhanh lên từ từ tới 255. Rồi tới 255 thì nó sẽ chạy ở đây 10 giây. Rồi nó chạy ở đây 10 giây. Rồi nó sẽ dừng. Hai động cơ sẽ dừng 5 giây nè, hiện trên cổng serial các bạn thấy không, dừng 5 giây. Đó, rồi tiếp tục quay ngược lại. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái vòng for các bạn. Rồi tiếp theo là cái test cuối là mình sẽ cho tăng tốc và giảm tốc. Test 5 nha các bạn, code test 5, tăng tốc và giảm tốc. Rồi nó sẽ tăng tốc lên, rồi nó dừng, nó chạy 10 giây, xong đó nó giảm tốc xuống 0, rồi dừng nó 5 giây. Ok, bây giờ mình sẽ giải cái code. Code thì cũng y chang vậy thôi, khúc đầu y chang, setup y chang. Rồi cũng void motor 1 dừng, motor 2 dừng, ok. Rồi tăng tốc thì cũng giống vậy luôn bạn, tăng tốc thì cũng y như cái test trước. Rồi giảm tốc, thêm cái giảm tốc nữa, giảm tốc thì chỗ cái for á, điều kiện nó hiện sẽ khác. For thì đầu tiên y là sẽ bằng 255, rồi y lớn hơn không, lớn không là 1 các bạn, giảm xuống 1. Ở đây các bạn cho bằng 0 cũng được, thôi 1 cũng được, rồi y trừ mỗi lần sẽ trừ xuống 1 vậy. Rồi dưới thì cái trong cái vòng for thì nó cũng giống y vậy thôi, cũng là enable ấy, cũng na analog write na rồi y đó. Vòng loop thì mình sẽ tăng tốc lên từ 0 lên cho cái void tăng tốc nè, tăng tốc đây, cái tăng tốc này đấy, cho nó tăng từ 0 lên 255 rồi nó chạy 10 giây, sau đó tới cái void giảm tốc nó sẽ giảm xuống rồi nó dừng nó 5 giây. Ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đây cái code cũ nha. Rồi đây là code mới. Rồi nó sẽ tăng lên, tăng từ từ lên 255. Đấy, tăng từ từ lên. Rồi nó chạy 10 giây. Rồi sau đó sẽ giảm xuống, giảm từ 255 xuống 1. Đó, các bạn thấy nó giảm từ từ không? Cứ giảm từ từ xuống nè. Ok, giảm xuống. Rồi nó giảm xuống 1 thì sẽ dừng ở đây 5 giây. Rồi tiếp tục sẽ quay ngược lại, nó tăng tốc lên. Đó, nó tăng tốc lên. Ok. Ha. Rồi như video mình đã hướng dẫn cho các bạn, giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng module L298N.
cách điều khiển động cơ sử dụng 4 chân in in 1 in 4, rồi điều khiển tốc độ của nó sử dụng chân NL và ND, hướng dẫn cho các bạn tăng tốc giảm tốc. Thì mình có một cái video nữa là hướng dẫn cho các bạn điều khiển cái tốc độ của động cơ nè bằng con biến chở. Các bạn dặn biến chở động cơ sẽ nhanh lên, rồi dặn xuống thì động cơ sẽ giảm xuống. Thì cái đó một cái video riêng, các bạn có thể xem, các bạn vào kênh YouTube của mình, các bạn search là Sega. Rồi mình làm cái video riêng không làm chung, tại vì video này làm chung nó sẽ khá là dài. Rồi thì video đến đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì, có vấn đề gì, các bạn hãy comment dưới video hoặc là nhắn tin lên fanpage hoặc là nhóm, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.